Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đã đến với chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay thứ ba ngày 27 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến ghé thăm thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Thủ đô Moscow của Nga kỷ niệm lần sinh nhật thứ 875. Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã xuất hiện ca nhiễm Covid trở lại. Đây là địa điểm đầu tiên xuất hiện dịch bệnh Covid vào cuối năm 2019. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị cùng đến với bản tin chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp mặt với hơn 23 đội công tác tìm kiếm quy nạp hài cốt liệt sĩ. Xúc động chia sẻ hai câu thơ của nhà thơ Chế Lăng Viên: "Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết, trong mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông." Thủ tướng cho biết, trải qua các cuộc chiến tranh, đã có hàng triệu người con, người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do dân tộc. Sự nhớ thương, mòn mỏi, sự ngóng trông của những người ở lại. Không biết các anh giờ đang nằm ở nơi đâu. Chính vì lẽ đó, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đảng và nhà nước ta quan tâm, lãnh đạo, chủ đạo và là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, nhân văn, nhân ái. Thủ tướng đề nghị cần tập trung đẩy mạnh cao công tác tìm kiếm, quy tập. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và bây giờ xin mời quý vị chuyển sang thông tin quốc tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố bản báo cáo cập nhật tình hình kinh tế thế giới. Bản báo cáo này có tựa đề "U ám và những điều không chắc chắn". Và trong đó tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ sẽ thông tin chi tiết đến quý vị. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.